Vâng, xin được mến chào tất cả quý vị, anh chị và các bạn. Vào mỗi dịp lễ tiết hay những ngày nghỉ cuối tuần, nếu có dịp về thăm vùng đất Nam Định Văn Hiến, xin mời quý khách cùng đến với chương trình City Tour Thành Nam với những điểm dừng chân ấn tượng và rất thú vị. Kính thưa quý du khách và quý khán giả đang xem trên kênh, chúng ta thường được nghe nói đến Non Côi Sông Vị. Non Côi ở đây là núi Gôi Vụ Bản thuộc vùng đất Thiên Bản xưa, còn Sông Vị tức là con sông Vị Hoàng, con sông đã đi vào lịch sử và thi ca rất nổi tiếng. Sông Vị Hoàng xưa là con sông được đào vào thời Trần và nơi đây nối liền kênh Phú Long với dòng Vĩ Giang. Trải qua thời gian năm tháng biến đổi của lịch sử, con sông Vị Hoàng nay đã không còn, bởi trong quá khứ đã bị săn lấp và nên nó còn có một tên gọi khác, đó là sông Lấp. Vậy mới có thơ rằng: sông kia dày đã lên đồng, chỗ làm nhà cửa, chỗ trồng ngô khoai. Vọng nghe tiếng ếch bên tai, giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò. Đây là bài thơ của tác giả Trần Thế Sương. Thưa quý vị, dòng sông xưa thì đã từng chia làng Vị Hoàng thành hai phía. Ở phía bên trên là thôn Thượng, thôn Hậu Đồng, còn phía bờ bên là Khoái Đồng. Và người dân hai bên muốn qua lại thì phải đi qua đò Bích Câu hay đò Bến Ngự. Sau khi quân Pháp chiếm đóng đã lấp gần hết sông Vị và chỉ còn để lại một khúc sông ngắn tạo thành hồ nước lớn như ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang có mặt tại khu vực công viên Hồ Vị Xuyên. Nơi đây là trung tâm của thành phố Nam Định anh hùng. Ngược dòng lịch sử, khi nói đến vùng đất Thành Nam, ta lại nhớ kể từ khi nhà Trần khởi nghiệp năm 1225 thì qua quá trình trị vì và xây dựng đất nước, vua Trần Thái Tông đã cho xây dựng các nhà cửa này, cung điện và làm nơi ngự mỗi khi về thăm quê Tức Mặc. Và sau này còn nâng hương Tức Mặc thành phủ Thiên Trường, và hành cung Thiên Trường từng là nơi ở của các thái thượng hoàng khi các vị nhường ngôi cho hoàng thái tử để kế vị ngai vàng. Và chính vì vậy Thiên Trường xưa từng được gọi là kinh đô thứ hai sau kinh thành Thăng Long. Vào thời vua Lê Thánh Tông, nhà vua đặc biệt coi trọng vị thế về kinh tế quốc phòng của vùng đất Thiên Trường. Nhà vua đã cho xây dựng một đồn binh ở làng Vị Hoàng được gọi là Quân Doanh Vị Hoàng, nơi từng có kho lương và kho vũ khí rất là lớn các bạn. Đến năm 1804, thời vua Gia Long Triều Nguyễn, thì từ cái sự hiện hữu của Quân Doanh Vị Hoàng trước đó cùng với lợi thế về chính trị, kinh tế, quân sự, Triều Nguyễn đã chuyển sở lỵ từ trấn Sơn Nam Vân Sàng Ninh Bình và về đây cùng cho đắp cái thành Vị Hoàng bằng đất và dân quen gọi là Thành Nam. Đến thời vua Minh Mệnh 1822, trấn Sơn Nam Hạ được đổi tên mới thành trấn Nam Định. Và tới thời Pháp thuộc, sau khi hai lần quân Pháp chiếm đánh Nam Định thì vào các năm 1873-1883, thành Nam xưa đã bị phá hủy nặng nề, và đến những năm cuối thế kỷ 19, thành Nam Định được xây dựng lại và được xây dựng với nhiều hạng mục công trình mang phong cách châu Âu. Các công sở, các dinh thự phục vụ cho bộ máy chính quyền thuộc Pháp cùng nhiều xí nghiệp, nhà máy như nhà máy sợi này, nhà máy chiếu, nhà máy tơ, nhà máy dệt cùng thời. Và thời kỳ này, một trung tâm sợi dệt lớn nhất, hiện đại nhất Đông Dương đã ra đời, cùng với các tuyến phố mới mọc lên, để rồi thành Nam Định còn có một tên gọi khác là thành phố dệt. Như trên màn hình của quý vị, anh chị và các bạn đang theo dõi thì chúng ta đang hiện diện trong công viên Vị Xuyên, và hồ Vị Xuyên chính là một khúc sông của con sông Vị Hoàng xưa. Nhớ có lần tôi cùng một số người bạn ở văn phòng lữ hành tản bộ nơi đây, có một người anh em hỏi rằng hồ nước này là một khúc sông của dòng Vị Hoàng xưa, vậy sao không gọi tên hồ là hồ Vị Hoàng mà bây giờ lại gọi là hồ Vị Xuyên? Thì có nhiều cách lý giải, nhưng mà thuyết phục hơn cả đó là gắn với một câu chuyện, và liền đây thì cũng xin kể đến quý vị anh chị các bạn để có một sự liên tưởng. Tích xưa kể lại rằng vào năm 1865 ấy, thì khi cụ Trần Bích San Đỗ Tam Nguyên và được vào chầu vua Tự Đức Triều Nguyễn, thì khi nhà vua có hỏi về quê quán của vị Tam Nguyên này và được biết quê hương của vị Tam Nguyên Trần Bích San chính là làng Vị Hoàng, nơi có dòng Vị Hoàng xưa, và do nghe vậy thấy phạm với tên Húy cùng tên với chúa Nguyên Hoàng, vì vậy nhà vua cho đổi làng Vị Hoàng thành Vị Xuyên, và có lẽ hồ lớn được hình thành từ con sông Vị Hoàng mới có tên là hồ Vị Xuyên như ngày nay. Trong bài thơ Vị Hoàng Ngoài Cổ của tác giả Trần Thế Sương có viết: nô nức qua chơi thú Vị Hoàng, nơi này phong vận đất nhiều quan, trời kia khiến vậy sông liên bãi, ai khéo xoay ra phố nửa làng.
Thưa quý vị, anh chị và các bạn, trải qua bao biến thiên thăng trầm của thời gian thì Thành Nam luôn mang trong mình những dấu ấn lịch sử và còn để lại những di tích văn hóa, lịch sử, kiến trúc rất nổi tiếng để hôm nay khi có dịp chúng ta ghé thăm Thành Nam, chúng ta cùng dừng chân lại nơi này như đang tìm về quá khứ, cùng ôn lại những trang sử chói lọi một thuở vàng son của Thành Nam kiên cường. Để mở đầu cho chương trình chi tour Thành Nam thì chỉ cần với một ngày thôi, thưa quý vị, chúng ta sẽ có một cái hành trình tour rất là ấn tượng và chúng ta sẽ chọn ra một số địa danh du lịch trên đất Thành Nam rất nổi tiếng mà bất cứ vị du khách nào khi đến đây đều không thể bỏ qua. Như chúng ta đang đứng đấy là điểm dừng chân trong lịch trình, đó chính là công viên Vị Xuyên. Công viên Vị Xuyên đó chính là một cái công trình mà nằm giữa trung tâm thành phố, nơi đây có tượng đài quốc công tiết chế Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Trần Quốc Tuấn là một trong 10 vị tướng tài thế giới, là vị tổng chỉ huy quân sự triều Trần, đã từng 3 lần lãnh đạo quân dân nhà Trần chiến thắng chống quân Nguyên Mông xâm lược vào các năm 1258, 1285 và viết chiến trên sông Bạch Đằng lịch sử 1288. Trần Hưng Đạo, ngài là vị anh hùng giải phóng dân tộc, ngài được suy tôn là bậc thánh, thường gọi là Đức Thánh Trần. Sau khi chúng ta tản bộ ở khu vực sân Khánh Tiết ấy, thì quý khách có thể chụp hình những bức hình làm kỷ niệm ở khu vực trước sân nhà văn hóa 3 tháng 2 hay vị trí bên tượng đài. Tượng đài cao đến 10,2 m. Đây là một công trình văn hóa nghệ thuật tâm linh rất là đặc sắc, thể hiện lòng tôn kính tri ân với đạo lý uống nước nhớ nguồn của người dân Nam Định đối với vị anh hùng giải phóng dân tộc. Từ vị trí tượng đài, chúng ta di chuyển một vòng quanh bên bờ hồ và chúng ta đến tham quan một công trình kiến trúc rất đặc sắc, đó chính là nhà thờ Khoái Đồng. Nhà thờ Khoái Đồng nơi đây chính là một thánh đường Công giáo, thánh đường nữ vương các thánh tử đạo. Ngôi thánh đường này được xây dựng theo lối kiến trúc châu Âu, mang phong cách Roman, là những mái vòm cong lớn chủ đạo, từ mái vòm chính của nhà thờ đến cửa đến cổng ra vào. Và công trình này được xây dựng từ năm 1922 và hoàn thành năm 1941. Thánh đường nữ vương các thánh tử đạo dòng Đa Minh thuộc giáo phận Bùi Chu. Ngôi thánh đường này từng chứng kiến bao biến thiên của lịch sử. Và kể từ khi xây dựng năm 1922 thì đến những năm sau 1954, công trình từng bị trưng dụng vào mục đích phi tín ngưỡng, từng làm rạp chiếu bóng, rạp chiếu phim, câu lạc bộ bóng tròn Thiên Trường. Đến tận năm 2008 thì lúc này Thủ tướng Chính phủ có công văn chỉ đạo để bàn giao đất và công trình cho nhà thờ và giáo dân quản lý, phục vụ các hoạt động tín ngưỡng của giáo dân trong giáo xứ. Kính thưa quý vị, không biết là quý vị anh chị các bạn có cảm nhận như thế nào, nhưng mà riêng đối với cá nhân như Trường Tua, sau nhiều năm có thời gian học tập và công tác tại Nam Định thì tôi luôn có một ấn tượng rất đặc biệt với ngôi thánh đường này. Bởi vì chính nơi đây đó là một công trình kiến trúc cổ rất độc đáo và tồn tại còn khá nguyên vẹn, kể như là đẹp nhất trong các ngôi nhà thờ Công giáo ở Thành Nam. Đặc biệt thì mỗi khi tản bộ qua Hồ Vị Xuyên đấy, thì khi mà nhìn từ phía đối diện bên phía bên kia Hồ Vị Xuyên, ta lại thấy thấp thoáng một mái vòm đen huyền bí và phảng phất như một dư âm về một thời xa vắng. Và trong những làn sóng nước mặt hồ, nó như một cái biểu tượng hay một điều gió đó lạ lắm, khó diễn tả hết bằng lời. Và đó là một cái gì đó, một biểu tượng không thể thiếu cùng với Hồ Vị Xuyên, làm nên một thánh tích, một di tích cổ, một thắng cảnh tuyệt đẹp trong lòng thành phố. Thì sau khi tham quan nhà thờ Khoái Đồng thì chúng ta cùng đến với lại Kỳ Đài Thành Nam các bạn. Kỳ Đài Thành Nam chính là cái cột cờ Nam Định. Cây cột cờ cổ này được xây dựng từ năm 1843 thời vua Thiệu Trị. Và cây cột cờ cao đến 23,84 m và có các tầng bệ đế và thân trụ rất là lớn. Và trong cái thân trụ lớn của cột cờ đấy thì có đường xoắn ốc đi lên vọng canh. Thì cây cột cờ này ở phía chân ấy, thì chúng ta nhìn ngay cái lối chính thì hai bên này đặt hai khẩu súng thần công và có đường đi vòng lên trên. Vào năm 1972 thì nơi đây đã bị bom Mỹ phá hủy và đến tận 1997 thì cột cờ được phục dựng lại và có diện mạo như ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị anh chị các bạn, sau khi dành thời gian tham quan ở khu vực trung tâm thành phố thì chúng ta dừng nghỉ ăn trưa, thưởng thức các món đặc sản của thành phố Nam Định. Và chúng ta dành một thời gian buổi chiều
để ghé thăm ngoại thành. Tức là vùng ngoại thành này thì xin giới thiệu đến quý vị anh chị các bạn một quần thể hành cung thiên trường với đền Trần Chùa Tháp. Kính thưa quý vị, có thể là cùng với cái hành trình này quý vị có thể đảo ngược một cái lịch trình. Ví dụ như là các bạn có thể để dành thăm toàn bộ cái hành cung thiên trường vào buổi sáng, và trong nội thành ấy, thì chúng ta sẽ dành tham quan buổi chiều. Thì hành trình như thế nào thì cũng được. Nói chung là trong một ngày mà chúng ta xoay chuyển một cái lịch trình cũng rất là phù hợp, bởi cung đường nó rất là gần. Và với quần thể hành cung thiên trường thì xin mời đoàn chúng ta sẽ có một cái tham quan một nơi rất là tuyệt vời. Thưa với quý vị, chị, các bạn, như đã giới thiệu trong quá trình trị vì và xây dựng đất nước, thì tại vùng đất Khang Kiện xưa, vua Trần Thái Tông đã cho xây dựng các nhà cửa, cung điện, điện đài tại Tức Mặc làm nơi ngự mỗi khi về thăm quê. Năm 1262, Thượng Hoàng Trần Thánh Tông đã ngự tại Hương Tước Mặc và ban tiệc cho dân làng, và đổi Hương Tước Mặc thành phủ thiên trường, cho xây dựng và mở rộng các công trình lớn tại hành cung thiên trường. Và ngày nay chúng ta về đây thăm các di tích nổi tiếng, đó là đền Trần, nơi thờ 14 vị vua Trần, tiếp đó đến thăm đền Cố Trạch, nơi thờ quốc công Thiết Chí Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, thăm đền Trùng Hoa, cung Trùng Quang. Và sau khi thăm cái khu đền Trần xong thì chúng ta đi tiếp về hướng Tây đấy, thì một đoạn đường rất ngắn thôi, chúng ta sang thăm chùa Tháp Phổ Minh. Đây là một ngôi chùa cổ các bạn ạ. Như ở video trước chúng tôi đã giới thiệu khá chi tiết về ngôi chùa này rồi, thì chúng tôi biết rằng là ngôi chùa cổ, thì đây là chùa Phổ Minh, thì mang ý nghĩa là truyền đạt ánh sáng văn minh theo chân lý của Phật giáo cho chúng sinh. Và ngôi chùa này có xây dựng từ thời Lý và xây dựng mở rộng quy mô vào thời Trần. Ở nơi đây có ngọn bảo tháp 14 tầng cao đến 19,5 mét, và tương truyền vào năm 1308 đấy, khi mà vua cha Phật Hoàng Trần Nhân Tông từ giã cõi Trần, thì nhà vua Trần Anh Tông là con trai đã đặt ở dưới chân bảo tháp này 7 trên 21 viên xá lị của đức vua cha Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Và ngày nay khi chúng ta đến thăm chùa đấy, sau khi tham quan vãn cảnh ở phía bên ngoài khuôn viên, khi khách sẽ được vào trong cung và chiêm bái bức tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn. Ngoài ý nghĩa Phật giáo lịch sử thì bức tượng còn cho ta một cảm nhận về những giá trị tư tưởng và giá trị mỹ thuật rất đặc sắc khi mà các nghệ nhân xưa tạo tác nên. Và sau khi dành ít thời gian ghé thăm hành cung thiên trường, chúng ta chắc chắn sẽ cùng có chung một cảm nhận như Hậu Duệ của nhà Trần đã từng viết: Khang Kiện ra từ Kim Diệc Cổ, Phổ Minh Linh Tự Cự Nhi Tân. Vâng, kính thưa tất cả quý khách, kính thưa quý vị anh chị và các bạn, với chương trình City Tour Thành Nam trong một ngày cùng những điểm dừng chân ấn tượng, quý khách sẽ có những cảm nhận của riêng mình. Chắc chắn hành trình này sẽ đong đầy những cảm xúc và sẽ là một kỷ niệm đẹp khi chúng ta có dịp về thăm Thành Nam. Và đến đây, như trường tour cùng anh em du lịch Trường Thuận xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị anh chị và các bạn đã ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Xin cảm ơn các quý vị anh chị đã theo dõi trên kênh. Xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị anh chị và các bạn vào chương trình lần sau.